là hay chê vợ mập luôn chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi, con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh chê con mập. Trời ơi, 4 tháng bây giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiều ký nữa? Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á. Là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đội nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì, sao vậy? Dạ, thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á, là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên cái mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn. Thì là lấy đồ con mặc luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc che cái tóc lại tưởng là con tưởng con mà. Chào Sơn. Chào Sơn. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé, tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi dạ, hả con? Ba. Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy bảo là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao, có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu làm mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Trễ mất gần 2 tiếng. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Ở lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bà ở giữa đường luôn. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đi bộ. Không, mình chờ 2 tiếng thì mình phải lết cho ông chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Rồi thấy thua rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi, trễ quá thì đi về đi, khỏi gặp. Dạ không, thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ đúng rồi, xí thiệt luôn á. Mãi về sau đây, lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn 1 năm á, bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Chúng nó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng đó, đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trất quốc đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, không. Cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này không? Cảm tình với anh này. Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau, không còn cái kiểu mà ở chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau cái cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm.
qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á, là con dí rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi, mà hồi hộp đó, hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bả đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình 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 thịch, ngủ lưng trong người á, đã gì đó đã. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không, mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa con đã có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhát quá vậy? Dạ tại vì thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à, cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019, là 4 năm sau khi quen. Vậy là 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn nhưng đâu. Mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. Đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em là cũng suy nghĩ là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh đó. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi, duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. À dạ, báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. Ở bên mẹ. Dạ ở đúng Mỹ. Rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái phần quan trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn nó cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Nhi đi. Dạ. Nãy giờ bạn Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất á. Xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con nhưng mà ảnh rất là hay đi visa vào buổi tối không cô. Ủa con ơi, con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má, con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm nhưng mà về sau vợ con dành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bà gọi điện, bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn, là con đi lên lại, đi lên lại thấy bà đang đứng ngay trước cửa phòng vậy, bà đang đứng, bà mở banh cửa luôn. Mà con không không con, tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy đâu nha, như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào sau khi sanh? Dạ, sau khi sanh nó bị thay tính đổi nết. Đúng rồi chắc chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc á là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn nói như vậy nữa? Cũng được. Rồi tới gì nữa nè? Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên dẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok, con sẽ đi dẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm, ảnh cứ nói một cái chủ đề đó, ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á, xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á, cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ. Thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn con chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi, con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh cho con mập. Trời ơi, 4 tháng bây giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiêu ký nữa?
Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á, là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy, nhà như có hai người con trai luôn. Thì sao vậy? Dạ thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn, và trong cái lúc mà mỗi lần đem đi giặt đồ á là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành hai ba bộ luôn. Thì là lấy đồ con mộng luôn, nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại tưởng là con à? Tưởng con mà. Chào Sơn. Chào Sơn. Chứ lúc đó là vợ con lụm thụm từ nhà đến ra ngoài đường luôn, cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn, cho nên là con đi ra ngoài con cơ bản trời. Tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao? Tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng lỡ may mình gặp người quen thì sao, nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ, để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó, muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, dạ, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra, nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không, trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là đến nỗi mà cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao, cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi anh hãy giúp em chạy đưa em đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa, xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi được quên nói chung là mọi thứ trên đời. Cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết. Vợ con thì sao? Con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi, đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều của con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ảnh làm thôi. Còn tối thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn. Tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi, nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con sẽ, con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động, mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây, được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó đâu. Dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình và Hùng Son. Dạ. Rồi, hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ.